chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2024 và cũng là chương trình lần thứ 1160 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hạnh thánh Rosa Lima và lời chúc lành cho năm mới sắp tới để gia đình quý vị được bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Lạy Chúa, con đã có Ngài đây rồi. Con đang giữ Ngài trong trái tim nhỏ hẹp của con. Lạy Thiên Chúa vô biên, vô tận, con nghèo túng và yếu nhược mà lại sở hữu được Ngài, Đấng đã tạo dựng cả trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Xin cho con được trò chuyện thoải mái với Ngài. Khi con hân hoan hay phiền muộn, hoặc lúc con nghi ngại, xin cho điều đầu tiên con nghĩ đến đó là hỏi ý kiến của Chúa ngay lập tức. Chúa ơi, trái tim con lạnh lùng và ích kỷ, và thế giới này cũng vậy. Khi Ngài bước vào, nhưng nó đã biến đổi tuyệt vời biết bao. Khi Ngài đến, không đồng loạt ngay lập tức, nhưng rất đều đặn, sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra. Ngài đã thiêu đốt nó bằng ngọn lửa tình yêu sung mãn dành cho Thiên Chúa và con người. Ngọn lửa đó đã bùng cháy, đang lan tỏa, và tất cả những ai thuộc về Ngài thì cũng được mời gọi nuôi dưỡng ngọn lửa ấy và làm cho nó tỏa lan để có thể sưởi ấm những trái tim khác. Chính tim con phải ngời sáng. Ôi lạy Chúa, xin sưởi ấm tim con. Khi Chúa cho tim con được hạnh phúc, chạm vào trái tim của Chúa. Amen. Kim Hà xin gửi đến quý vị hạnh thánh Rosa Lima. Do lòng thương xót quan phòng của Thiên Chúa, cách đây 400 năm, Ngài đã gieo trồng một bông hoa thánh thiện trên mảnh đất tinh khiết của Tây Bán Cầu, đó là thánh Rosa Lima. Chúng ta dễ dàng hiểu được tại sao thánh nữ Rosa Lima đã được yêu mến bởi người dân cùng thời của Ngài, và cho đến nay trong tim người dân vẫn còn giữ những ký ức sống động về Ngài. Những người sống cùng với Ngài và những cuộc đời Ngài đã chạm vào không chỉ thán phục Ngài về sắc đẹp bên ngoài và cá tính lôi cuốn, mà còn về đức hạnh rạng ngời của Ngài. Tín hữu khắp nơi luôn tỏ lòng tôn kính sâu xa trước tên của Ngài, bởi vì Ngài là người môn đệ thực thụ và trung thành của Chúa Kitô. Đầu đời, khoảng giữa thế kỷ thứ 16, có một người lính tên là Gaspar de Flores phải lòng một thiếu nữ duyên dáng là Maria d'Oliva. Họ có với nhau 10 người con. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1586, một người con đã được sinh ra. Do ốm yếu nên em bé đã được rửa tội ngay tại nhà khi vừa mới sinh ra. Bé được đặt tên là Isabel, tên của một người cô ruột và cũng là người mẹ đỡ đầu của bé. Thiên Chúa đã muốn đặt một tên mới cho em bé sơ sinh của Gaspar và Maria d'Oliva. Cái tên này sẽ biểu lộ cuộc sống và ý nghĩa về sứ vụ của em trên trần gian. Khi em được 3 tháng, một hôm mẹ của em và những người bạn của bà đang ngồi xung quanh nôi của em, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một đóa hồng rất đẹp.
bông hoa bay lơ lửng một lúc quanh cô bé, và từ từ hạ thấp xuống cho tới khi nó chạm vào mặt cô bé. Bị đánh động bởi sự kiện lạ lùng này, bà Maria bế bé Isabel lên và hôn cô bé thật nhiều. Rồi bà tuyên bố rằng, từ giờ trở đi con sẽ là Rosa, bông hồng nhỏ của mẹ, và mẹ sẽ không gọi con bằng một cái tên nào khác ngoài tên này. Tuy nhiên, quyết định này đã làm phật lòng mẹ đỡ đầu của em. Nhiều năm sau đó, bà vẫn bực tức cho đến ngày lễ thêm sức của em. Vị Tổng Giám mục Lima đã tự mình đặt tên cho cô bé Rosa một lần nữa. Sau này nghĩ rằng mình được đặt tên Rosa bởi vì sắc đẹp bên ngoài, nên Rosa đã vô cùng đau khổ. Theo thói quen, trong lúc đau khổ, Rosa đã vội vã đi đến nhà thờ và dâng trái tim mình cho Thiên Chúa trong nhà tạm. Sau khi cầu nguyện, cô nhẹ bước chân đến Đức Nữ Vương Mân Côi để bày tỏ cho trái tim mẹ biết về nỗi khổ tâm của mình. Khi cô đang quỳ trong thinh lặng bên bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi, thì bức tượng trở nên sống động, và Đức Mẹ trong tay ẵm bồng Chúa Giêsu hài đồng đã nói những lời sau: Con, chí thánh của ta đã phê duyệt tên Rosa và khao khát một điều là con thêm tên của ta vào đó. Và từ đây con sẽ là Rosa của mẹ Maria, tức là Maria Rosa. Nhiều ngày sau, khi rước mình Thánh Chúa xong, Rosa đã nói với mẹ về sự kiện đã xảy ra, và cô vui mừng tuyên bố rằng, Chúa Giêsu và mẹ Maria muốn điều này, và con càng kêu tên này thường xuyên, thì con càng đổ đầy trái tim mẹ bằng niềm vui, và làm cho nó cháy lên lửa yêu mến. Các giai đoạn mà Thánh Nữ đi qua, Thiên Chúa đã bày tỏ cho Rosa về tình yêu hạ mình của Người. Người luôn luôn phú cho Rosa các ơn và những món quà đặc biệt để Rosa đạt được mục đích của Người dễ dàng hơn. Rosa được chọn làm gương mẫu về nhân đức và sự thanh tao của thế giới trần tục nơi mà cô đang sống. Vào thời kỳ đó, dù Lima là một thành phố mới, nhưng nó thật sôi động và rực rỡ. Ngày lễ Chúa Hiển Linh năm 1535, Francis Pirarro, một quân nhân dũng cảm trong cuộc chiến xâm lược Trung Nam Mỹ, đã hoàn toàn chinh phục người da đỏ. Cũng như bao quân đội khác, quân đội của Pizarro đầy những người đàn ông bạo tàn. Hầu hết những chiến binh này đã từng nếm trải cảnh chém giết và đã trở nên quen thuộc với sự cướp bóc và cưỡng đoạt. Không có sự ngăn trở nào, không có luật nào, và không có sự ảnh hưởng linh thiêng nào có thể cản họ thỏa mãn tính khí tự nhiên tồi tệ và hung bạo nhất của họ. Thành phố tràn ngập những nhóm quá khích, những kẻ phiêu lưu mạo hiểm theo xu hướng trần tục và dâm đãng. Người da đỏ chịu sự đàn áp và bực bội. Họ dễ dàng bị nhấn chìm trong hố sâu thoái hóa, nghèo đói. Sự thô bạo vây quanh và sự ngu dốt cầm chân họ ở tầng lớp thấp nhất. Thánh Rosa được sinh ra trong bối cảnh của sự tục hóa này. Khi vừa đủ trí khôn để hiểu, Ngài thấy chung quanh mình có sự hỗn loạn đang diễn ra trong vô số các linh hồn. Cần có một vị thánh. Một vị thánh là gương mẫu cho các nhân đức, có tinh thần khổ chế, có sự hy sinh quên mình tuyệt đối với thế giới. Một vị thánh mang mối đe dọa cho thế giới tục hóa, mà không người nào hay một tiên tri nào có thể. Đó chỉ có thể là sự điên rồ của thập giá. Không bằng chứng nào về kế hoạch của Thiên Chúa trên Peru. Cho bằng sự thật là dường như trong cùng một thời điểm xuất hiện các vị thánh như Turibius, vị chủ chăn của Tổng giáo phận thành phố Peru, chân phước John Macias và chân phước Martin Porres thuộc dòng Đa Minh là những gương mẫu về đời sống tu trì. Trong khi đó thì Rosa chọn con đường làm hương thơm của Đức Kitô bằng cuộc sống thánh thiện ngay giữa đời thường.
trinh nữ thành Lima, đã tỏ cho những người phụ nữ và nam giới thời của mình thấy rằng những ai muốn theo gương Đức Kitô thì phải anh dũng bước chân lên đoạn đường trung kiên của sự hãm mình, cầu nguyện và chịu đau khổ. Diện mạo thiêng liêng của Thánh Rosa. Nhân tố mạnh mẽ nhất trong việc hình thành tính cách của Rosa đó là sự vâng phục tuyệt đối. Thánh Rosa ngay từ nhỏ đã dựa vào những người mà Chúa đã gửi đến như mẹ hoặc vị linh hướng. Trong mắt Ngài, những người này thay cho Thiên Chúa. Chính vì thế, bất cứ điều gì họ khuyên Ngài làm thì Ngài đều thực hiện một cách chính xác tỉ mỉ đến từng chi tiết, vì Ngài biết rằng tất cả những hành động đặt trên cơ sở và bắt nguồn từ đức vâng phục thì xứng đáng được phần thưởng lớn. Thánh Rosa đã hoàn toàn vâng phục đến mức từ chối uống một ngụm nước nếu không được phép của mẹ. Thế giới có lẽ cười nhạo sự vâng phục mù quáng của cô gái khiêm nhường này, nhưng tâm lý gia có thể hiểu được chính xác tại sao sự vâng phục như vậy lại là nhân tố rất mạnh mẽ trong việc hình thành nhân cách. Nếu Thánh Rosa thành công trong việc trở nên một phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, thì cũng bởi vì ngay từ thuở ban đầu, Ngài đã trân trọng sức mạnh uốn nắn của đức vâng phục. Ngài đã theo sát luật vàng của đức vâng phục đối với những người mà Thiên Chúa chỉ định. Ngài đã luôn hành động như là công cụ của Chúa để loan truyền công trình của Ngài. Người vâng phục là người biết yêu sự tĩnh lặng một mình, không phải bởi vì người đó muốn tránh né mọi người, nhưng người ấy yêu mến sự sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói chuyện với các tâm hồn qua sự tĩnh lặng. Bất cứ tâm hồn nào muốn lui vào tĩnh lặng để tìm kiếm Thiên Chúa, thì tâm hồn người này chắc hẳn là đã sẵn sàng để nghe tiếng Chúa và chấp nhận sự hướng dẫn của người. Sự thật là người cứng lòng sẽ không thể nào chịu đựng được sự tĩnh lặng, vì người này không thể nghe giọng nói thì thầm. Người này cảm thấy chán ngắt và buồn rầu trong tĩnh lặng. Thánh Rosa đã hoàn toàn rèn luyện bản thân vào khuôn khổ của đức vâng phục trước khi tìm đến những ngọn đồi cao yên bình của sự tĩnh lặng. Khi Ngài đã hoàn toàn thanh luyện mình trong nhân đức này, thì Ngài là một nhà nguyện nhỏ trong vườn của nhà cha mình, và Rosa ở đó phần lớn thời gian trong ngày. Ngài đã hòa vào cung nhịp của Chúa Thánh Linh, giống như cây đàn lia, căng dây tinh tế. Ngài lưu ý đến mọi cảm nhận đến với Ngài trong căn phòng nhỏ của mình. Khi Chúa kêu mời Ngài cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn trở lại, hay khi người mời Rosa chịu các việc khổ chế vì tội lỗi của thế giới, thì linh hồn Ngài luôn sẵn sàng. Khi các bề trên kêu gọi Ngài cầu nguyện, thì Ngài vui lòng năng lui tới thăm viếng những người mà Chúa gửi đến. Giống như cô Maria, Ngài dành hàng giờ dưới chân Chúa, tâm trí Ngài luôn ở với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là niềm say mê của tâm hồn Ngài. Ngài thích ở một mình, khi ở giữa đám đông Ngài cũng cảm thấy như một mình, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngài học biết chân dung thực tụ của đấng tình quân của mình. Chính vì thế, tính chất thứ ba của cuộc đời Thánh Rosa là tình yêu nồng nàn với lòng hy sinh và sự khổ chế. Nhưng đây có thể là nhầm lẫn nghiêm trọng, quy cho Thánh Rosa bản tính khó khăn vô cảm. Hay chúng ta tưởng tượng rằng Ngài vui thích việc hành hạ thân thể mình. Ngược lại thì Ngài rất nhạy cảm với mọi sự, với những gì vui vẻ hấp dẫn và với những gì khó chịu. Ngài yêu hoa lá, chim chóc và tất cả những gì trong thiên nhiên. Ngài yêu anh chị em mình, đặc biệt Ngài rất thân với người em trai Ferdinand. Ngài không thể chấp nhận được bất cứ sự bừa bộn nào. Ngài rất ghét dơ bẩn, vết thương và bệnh tật. Tuy vậy, thay vì đầu hàng sự yếu mềm tự nhiên này,
Ngài đã tự trừng phạt mình bằng cách anh hùng hôn lên một cái mụn mưng mủ và hút hết mủ ra. Vào một dịp khác, lúc Ngài định ngả mình xuống giường đầy mảnh xanh, thì Ngài khựng lại bởi yếu đuối. Ngài đứng đó một hồi lâu lưỡng lự và tự thương xót mình. Nhưng khi Ngài nghe trong mình tiếng nói của đấng tình quân rằng đó là ý của người mà Rosa phải chịu sự đau khổ này, thì Rosa vâng lời và nằm xuống chiếc giường với lòng sám hối. Chúng ta biết rằng không phải để thỏa mãn hay vì một sở thích mà Rosa mặc chiếc áo vải gai bên trong hay đeo xích sắt có đầy đầu nhọn trên đầu và quanh cơ thể. Mục đích của việc khổ chế này không gì khác hơn là để chinh phục đam mê của Ngài và đáp trả ngày càng mạnh mẽ hơn trong tình yêu Chúa Giêsu. Bằng cách cứng rắn này, Ngài có thể đào xới mảnh đất tâm hồn của mình để cho đấng tình quân có thể gieo những hạt giống thành những đức hạnh tuyệt vời. Bên cạnh đó, sự khó chịu của những khổ chế sẽ làm giảm tính tự nhiên. Đó là sự cáu kỉnh khó chịu và gắt gỏng, nhưng bù lại sẽ đem đến một tính khí ngọt ngào và tỏa sáng hơn. Về thể xác, Ngài chịu đựng nhiều căn bệnh như là bệnh suyễn, thấp khớp hông, và hầu như lúc nào cũng sốt lạnh bởi những bài tập khổ sắc của mình. Chúng thật sự gây ra vết thương trên cơ thể duyên dáng của Ngài, nhưng cũng tăng sự lôi cuốn về tính tình và vẻ yêu kiều thiêng liêng. Khi Ngài sẵn sàng chấp nhận đau khổ như là số phận của mình, thì Ngài đã được phần thưởng về sự kiên cường thiêng liêng bằng việc lớn lên về đường thánh thiện. Về tâm linh, trong suốt 15 năm dài, Ngài đau khổ vì sự khô khan thiêng liêng đã thử thách tâm hồn Ngài rất nhiều. Thêm một lần nữa, Ngài kinh nghiệm đêm tối tâm hồn, một cảm giác mất đi tình bạn với Thiên Chúa, một kinh nghiệm bị ruồng bỏ. Kinh nghiệm này đắng cay hơn nhiều so với các việc khổ xác của mình. Các cuộc viếng thăm đêm tối của tâm hồn ngày càng kịch liệt đến nỗi với con tim rớm máu. Ngài đã phải kêu cầu đến đấng tối cao để tìm xem mình có còn cắm rễ sâu trong tình thân với người hay không. Sau khi vượt qua được đêm tối, thì tâm hồn Ngài tràn ngập niềm hân hoan và sự sáng không nói thành lời. Ma quỷ cũng được phép quấy rối thử thách đức tin và đức hạnh của Rosa. Nhiều lần ma quỷ đội lốt người khổng lồ để vùi dập Rosa, quăng Ngài trên sàn nhà và chà đạp lên Ngài. Nó thường xuyên giật sách kinh hay sách thiêng liêng mà Ngài cầm trên tay, hay thì thầm với Ngài tất cả những từ ngữ trần tục, hay ngâm nga những bài hát tục tĩu vào tai Ngài để phân tâm Ngài, không cho Ngài cầu nguyện được. Và một dịp nọ, nó đến với Ngài đội lốt một người đàn ông trẻ tìm hướng dẫn thiêng liêng, nhưng giọng nói của nó trống rỗng và yếm thế. Ngay lập tức nó lộ ra cái bẫy đang giăng ra trước mặt Ngài. Trong nhiều năm, Ngài đã vô cùng đau khổ bởi các cuộc viếng thăm của ma quỷ. Nó đến bằng tất cả mọi hình thức. Có lần nó còn dám khoác lấy chân dung của người yêu dấu Ngài là đấng chí thánh Giêsu. Buồn phiền bởi các ảo ảnh, thánh Rosa cầu bầu cùng Đức Mẹ Maria. Ngài biết chắc rằng không ai biết Đức Kitô nhiều hơn Đức Mẹ Maria, và niềm tin của Ngài không lạc lối. Trong ngôi trường trải thảm bởi sự đền tội và cám dỗ, thánh Rosa đã được rèn luyện thành người yêu của Chúa Giêsu Kitô. Ngài học cách từ bỏ mình giống như người bỏ đi chiếc áo cũ kỹ, trở thành hư không để rồi được tràn đầy Đức Kitô. Vào dòng 3, như mong đợi, vào thuở đầu đời, Rosa đã nghe tiếng gọi từ thầy chí thánh là theo chân người đi trên những con đường hẹp
được các ẩn sĩ thánh thiện chỉ ra. Theo tự nhiên ngài nghĩ về dòng Đa Minh, vì nhà thờ của các cha dòng Đa Minh cách nhà của ngài không xa. Hơn nữa nhà thờ dòng Đa Minh luôn là nơi ngài thường xuyên lui tới lúc còn nhỏ. Rosa có một thời gian nghĩ đến việc vào dòng Chúa Giáng Thế. Nơi đây các sơ Augustine sống rất thánh thiện. Sự thật là ngài cũng đã vào dòng này. Chủ nhật trước khi vào nhà thử, ngài đã đến nhà nguyện ở nhà thờ dòng Đa Minh để chào tạm biệt Đức Mẹ và nhận phúc lành của mẹ. Khi ngài cầu nguyện xong để chuẩn bị đi về, thì ngài thấy mình bị dính vào chỗ đó không thể di chuyển được. Em trai Ferdinand đi theo ngài cũng không thể di chuyển ngài bằng sức mạnh của mình. Ngay lập tức, nhờ sự soi sáng siêu nhiên, Rosa nhận ra rằng đây là ý Chúa muốn ngài khoác vào chiếc áo trắng của Thánh Đa Minh. Như dự định ban đầu, làm theo sự linh hướng này, ngài thôi không nghĩ đến việc tham gia bất cứ dòng nào khác. Không lâu sau khi ngài quyết định theo ý hướng này, thì ngài có thể di chuyển gối đi về nhà. Vì từ khi còn nhỏ, ngài đã vô cùng say mê Thánh Catarina thành Siena. Để được nên giống như Thánh Catarina, ngài từ bỏ ý định vào cộng đoàn các nữ tu dòng kín và khiêm nhường, để chọn ở lại trong thế gian và là trinh nữ trong nhà cha ngài ở Lima. Vào năm 1605, Rosa được trở thành tập sinh trong dòng ba dưới sự đồng ý của cha giải tội dòng Đa Minh là Alfonso Velasquez trong nhà nguyện Mân Côi ở San Domingo. Trong suốt năm tập đầu tiên, ngài đã trải qua rất nhiều đau khổ tinh thần về ơn gọi của mình. Bạn thân của ngài là Don Gonzalez de Massa, quản lý của thành phố Lima, hứa cho ngài của hồi môn nếu ngài vào dòng Camelo, mặc dầu ngài đã lánh áo dòng Đa Minh. Hơn thế nữa, sự thánh thiện của ngài đã bắt đầu được biết đến. Mọi người coi ngài như một vị thánh của thành phố khi ngài đi đến nhà thờ. Điều này làm cho ngài vô cùng đau lòng, vì nó trái ngược với điều ngài đã chọn là sống cuộc sống âm thầm nơi thế tục. Những khó khăn này đã uốn nắn tâm hồn ngài trở nên bén nhạy hơn. Có lần ngài nói, tôi đã mua chiếc áo dòng của Thánh Đa Minh bằng vô vàn đau khổ và nước mắt, bằng vô vàn ngày ăn chay và cầu nguyện, để tôi có thể sống một cuộc đời ẩn dật. Vào cuối năm nhà tập, khi đang quỳ cầu nguyện tại nhà thờ Đa Minh, trước mặt mọi người, ngài đã xuất thần, và một vòng ánh sáng lượn quanh đầu ngài. Những gì ngài thấy và nghe lúc ấy, ngài không bao giờ tiết lộ, nhưng ngay sau đó, như Môsê đi xuống núi, ngài nói với bạn bè rằng ngài đã hoàn toàn chắc chắn về ý Chúa muốn cho mình. Do đó, với con tim vui tươi và hân hoan, ngài đã khấn trong dòng Thánh Đa Minh. Khi được khoác chiếc áo trắng đen của Thánh Đa Minh, ngài ước ao trở thành thành viên của dòng ba đền tội, không chỉ là khấn bên ngoài, nhưng bằng việc làm. Vì thế ngay lập tức ngài bắt đầu cuộc khổ hạnh gấp đôi, dùng xích sắt đôi thay vì dùng dây cột nút. Đối với chiếc áo gai bây giờ, ngài thêm vào những vật sắc nhọn. Quanh đầu ngài đội một vòng bạc có cạnh nhọn để tưởng niệm vòng gai của Chúa. Mỗi ngày, ngài xoay vị trí sao cho vết thương trên đầu ngài nhân thêm lên. Vào thứ sáu và thứ bảy, để tôn vinh sự đau khổ của Thiên Chúa và mẹ sầu bi, ngài cột nó chặt thêm. Vào những năm đầu ngài có thói quen cột dây thừng nhỏ quanh cánh tay mình, và vào ban đêm trong bất cứ thời tiết nào, ngài đi bộ chân đất nhiều giờ trong vườn của cha ngài và vác trên vai cây thánh giá nặng. Nhiều lần trong ngày ngài đánh mình đến chảy máu để đền tội của mình và tội của thế giới, hay để ngăn chặn bất hạnh xảy đến cho đất nước và cho giáo hội.
quanh eo, Ngài mang một dây xích sắt nặng làm cho nó cắt sâu vào bên trong lớp cơ mềm. Trong suốt năm, Ngài bắt mình theo chế độ ăn uống vô cùng khắc khổ. Ngài không bao giờ uống bất cứ thứ gì ngoài nước vô vị nhạt nhẽo, dễ dàng làm cho người khác buồn nôn. Thức ăn của Ngài gồm những mẩu bánh mì mà gia đình loại ra, và canh pha với rau húng đắng, trộn với mật đắng và tro. Vào ngày thứ sáu, để tôn sùng sự thương khó Chúa, Ngài chỉ ăn bánh mì và uống mật đắng. Vào mùa chay, Ngài từ chối cả bánh mì. Và vào ngày thứ sáu các tuần trong mùa chay, Ngài chỉ dùng một ít mật đắng và 5 hạt cam để tưởng nhớ đến 5 dấu thánh Chúa. Ngài cũng thường xuyên nhịn ăn trong một tuần, chỉ dựa vào mình Thánh Chúa thôi. Vào mùa hè nóng nực của miền nhiệt đới, Ngài kiềm chế không uống nước. Mỗi buổi tối và buổi sáng, Ngài sát mật đắng lên môi và lưỡi, và để làm tê vị giác, Ngài thường nhai rau húng đắng. Ngài không cho phép mình ngủ quá 2 tiếng một ngày. Đây có thể là một trong những cách hành sát nghiêm khắc nhất của Ngài. Ngài thường phải đấu tranh vô cùng khó khăn để làm cho mình tỉnh táo, và để làm như vậy, Ngài không ngần ngại tạo ra những sự trừng phạt tàn nhẫn cho mình. Có những lần Ngài đã đập đầu mình một cách dữ dội, hay khâu kim vào thịt mình, và hơn nữa, Ngài treo mình trên cây thánh giá lớn trong phòng mình, nếu không Ngài treo mình bằng những lọn tóc. Sau khi Ngài vào dòng 3 thì căn bệnh lạ lùng tấn công Ngài. Ngài bị chứng sốt, xuyễn và thấp khớp hông. Bệnh này làm cho các bác sĩ thời đó lúng túng, và nó làm đau mọi bộ phận trong cơ thể. Trong cơn đau đớn, Ngài luôn cầu nguyện rằng, lạy Thiên Chúa, xin tăng thêm sự đau khổ cho con, nhưng cũng tăng thêm ngọn lửa yêu mến người trong tim con. Trong số rất nhiều lời cầu nguyện mà Ngài soạn trong giờ cầu nguyện riêng của mình, lời cầu nguyện sau đây thật là tuyệt vời về tâm hồn khiêm nhu và lòng khao khát. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đáng tôn thờ, Thiên Chúa thật và là người thật, đấng sáng tạo và cứu chuộc chúng con. Từ đáy lòng mình, con đau đớn vì thường xuyên xúc phạm đến Chúa, bởi vì Chúa là Chúa, và bởi vì con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lạy Thiên Chúa chân thật, vị hôn phu của lòng con, Giêsu đáng mến vô cùng, đấng an ủi đáng tôn thờ của con khao khát yêu Ngài bằng tình yêu hoàn hảo, trọn vẹn, chân thành, tuyệt đối, không gì đánh đổi được. Vâng, lạy Thiên Chúa của lòng con, niềm vui của linh hồn con khát khao yêu mến người nhiều như mẹ người yêu người. Con sẽ rất vui khi yêu người như người yêu chính mình. Lạy Thiên Chúa là Chúa của con, ơn cứu độ và niềm hạnh phúc của con. Lạy Chúa Giêsu đáng tôn thờ, xin ban cho con ơn để con có thể bị thiêu cháy và tan chảy trong lò lửa của lòng từ bi nhân hậu nồng cháy của người. Kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ hai của Hạnh Thánh Rosalima vào tuần sau. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện: tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con, tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con, tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc, tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi. Amen.